Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát sóng trên kênh cập nhật thời tiết của chúng tôi. Bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay 18 tháng 9, sang ngày mai 19 tháng 9 và cho 10 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng mưa rào và dông rải rác ở khu vực Bắc Bộ, mưa dông diện rộng, mưa lớn cục bộ ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì. Trong chiều và tối ngày hôm qua 17 tháng 9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13 giờ chiều đến 19 giờ tối ngày hôm qua ngày 17 tháng 9 có nơi trên 60 mm, như Hưng Lâm, Hà Tĩnh 91,8 mm, Tam Trà, Quảng Nam 107,8 mm, Tuyên Nhơn, Long An 89,4 mm, Rồng Trôm, Bến Tre 77,8 mm, Long Mỹ, Hậu Giang 69 mm, Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 63,6 mm. Ngoài ra, trong trưa và chiều qua tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to và mưa rất to như Tam Trà, Quảng Nam 103,2 mm, Hiệp Đức, Quảng Nam 59,4 mm, Trà Giáp, Quảng Nam 59 mm. Riêng với các khu vực Hà Tĩnh và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như Hương Lâm, Hà Tĩnh 81,8 mm, Hương Xuân, Hà Tĩnh 70 mm, Hương Vĩnh, Hà Tĩnh 53,6 mm, Bông Cờ Rang, Đắk Lắk 55 mm. Trong đêm qua ngày 17 tháng 9, đối với các khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Riêng trong chiều và tối ngày hôm nay 18 tháng 9, với các khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đặc biệt cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc tại các tỉnh như Hà Tĩnh và Đắk Lắk. Và đặc biệt ở các huyện như Hương Khê, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang tại Hà Tĩnh, Lắk và EK tại Đắk Lắk. Sau đây sẽ là một số thông tin thời tiết trên biển. Dự báo trong ngày hôm nay 18 tháng 9, với các khu vực vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Lưu ý toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là dự báo một số cơn bão tác động đến Việt Nam từ nay cho đến hết năm 2023. Từ tháng 10 năm 2023, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình của nhiều năm. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm nay, phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ đầu mùa đông của năm 2023 và năm 2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm rét hại cũng có xuống ít hơn so với trung bình của nhiều năm. Về hoạt động của hình thế nguy hiểm trên biển, cơ quan khí tượng cho biết từ nay cho đến hết năm 2023, trên biển Đông có khả năng sẽ xuất hiện từ 3 cho đến 5 cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta. Đề phòng với những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như là cường độ. Ngoài ra thì giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động từ nay cho đến khoảng tháng 11 năm nay, sau đó có xuống dịch xuống phía Nam. Do vậy mà ở các khu vực từ Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, xảy ra nhiều hơn so với các khu vực miền Trung. Ngoài ra với các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tháng 10 và tháng 11 năm nay. Bão và áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra với hiện tượng mưa lớn, dông lốc sét, mưa đá, rét đậm, rét hại cũng như là sương muối có ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe của cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Trước đó trong tháng 7 và tháng 8 thì đã xuất hiện 3 cơn bão trên khu vực Biển Đông, bao gồm cơn bão số 1 Talim, cơn bão số 2 là Roxri và cơn bão số 3 là Saola. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước cho ngày hôm nay 18 tháng 9 sang ngày mai 19 tháng 9 và cho 10 ngày tới. Đối với khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, trong chiều tối và tối qua khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì về chiều tối và tối ngày hôm nay, cục bộ có mưa vừa mưa to. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm, về sáng trời nhiều mây, về chưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong ngày hôm nay.
và sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó, tuy nhiên mưa chỉ xuất hiện dưới diện rải rác ở một vài nơi. Cục bộ có mưa vừa, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Từ chiều tối và đêm ngày 23, khả năng khu vực này tiếp tục bước vào một đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ duy trì đến ngày 27. Đối với khu vực Hải Phòng, trong trưa và chiều ngày hôm qua, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng mưa về trưa và chiều này sẽ còn duy trì trong ngày hôm nay. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Từ ngày 24, khả năng khu vực này bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 26. Đối với các khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, trong chiều và chiều tối qua, khu vực này có mưa rào rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối ngày hôm nay. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm, sáng trời nhiều mây, về trưa những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ chiều tối và đêm ngày 24, khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với khu vực Thái Nguyên, trong chiều tối và tối qua, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong ngày hôm nay. Khả năng duy trì đến ngày 20, từ ngày 21 trở đi thì mưa có xuống giảm, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Từ ngày 24 trở đi, khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với khu vực Lạng Sơn, khu vực Quảng Ninh, trong chiều và chiều tối qua, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa mưa to ở một vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa về chiều chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại trong ngày hôm nay, những ngày sau đó mưa có xuống giảm. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ ngày 24 trở đi, khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 27. Chuyển đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, đối với hai khu vực Lào Cai và Yên Bái, trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng mưa về đêm và sáng này sẽ còn duy trì trong một vài ngày sau đó, tuy nhiên thì mưa tiếp tục có xuống giảm. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ ngày 25 trở đi, khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với khu vực Sơn La, trong chiều và chiều tối qua, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối ngày hôm nay và sẽ còn lặp lại về đêm và sáng của ngày 20. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 26 đến 28 độ, về đêm từ 21 đến 24 độ, duy trì đến ngày 27. Đối khu vực Điện Biên, khu vực Lai Châu, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong ngày hôm nay. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ. Về đêm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, duy trì đến ngày 27. Chuyển đến thời tiết khu vực Trung Bộ, đối với các khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều và chiều tối ngày hôm nay.
và có khả năng sẽ còn duy trì một vài ngày sau đó. Sáng trời nhiều mây, về chiều có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ chiều và chiều tối ngày 24, khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trong chiều và chiều tối qua, khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều và chiều tối ngày hôm nay, tuy nhiên mưa có xuống giảm. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng đan xen, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này trong ngày hôm nay và sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Từ chiều và chiều tối ngày 23, khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật ở những bản tin sau. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì trong chiều và chiều tối ngày hôm nay, những ngày sau đó mưa có xuống giảm. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ, duy trì đến ngày 26. Đối các khu vực Bình Định và Phú Yên, trong chiều tối và đêm qua, khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa ở vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối nhiều ngày sau đó. Đề phòng rông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Sáng trời nhiều mây, về chiều có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong chiều và chiều tối qua, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới. Tuy nhiên, mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng. Từ ngày 23 trở đi, khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 21 đến 24 độ, duy trì đến ngày 27. Đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, đối với các khu vực Gia Lai và Kon Tum, trong chiều tối và tối qua, khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Mưa có xuống lặp lại trong chiều và chiều tối ngày hôm nay và sẽ còn duy trì về chiều và chiều tối nhiều ngày sau đó, tuy nhiên mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ chiều và chiều tối ngày 23, khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm trời rét từ 20 đến 24 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực thuộc Nam Tây Nguyên, trong chiều và tối qua, khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày sau đó. Mưa có xuống gia tăng ở khu vực này trong chiều và chiều tối ngày 21. Từ chiều và chiều tối ngày 23, khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 22 đến 25 độ, duy trì đến ngày 27. Chuyển đến thời tiết các khu vực Nam Bộ, đối với các khu vực Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, trong chiều tối và tối qua, khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều và chiều tối ngày hôm nay và sẽ còn duy trì trong đêm nay và sáng sớm ngày 19, và đây cũng là cao điểm của đợt mưa này. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối sẽ còn duy trì cho nhiều ngày sau đó. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ chiều tối và đêm ngày 22, khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to ở vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa ngắn là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9. Tình trạng thời tiết này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày sau đó. Cao điểm của đợt mưa này là ngày mai 19 tháng 9.
Những ngày sau đó mưa có xuống giảm, tuy nhiên đến chiều và chiều tối ngày 22 khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Đề phòng rông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai, sáng trời nhiều mây, về chiều có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác ở một vài nơi, tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới. Từ chiều tối và tối ngày 21 khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 29 độ, về đêm từ 26 đến 27 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, sáng trời nhiều mây, về chiều có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Về chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to ở vài nơi. Tuy nhiên thời gian mưa ngắn, đề phòng rông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Tình trạng thời tiết này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới. Khả năng từ chiều và chiều tối ngày 22 khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, trong chiều và chiều tối qua khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới. Sáng trời nhiều mây, về chiều có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng, là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ chiều tối và tối ngày 23, khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ. Về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 23. Những ngày sau đó nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 3 đến 4 độ. Đối với khu vực Cà Mau và Kiên Giang, trong chiều tối và tối qua khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to ầm vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và có xuống gia tăng trong chiều và chiều tối ngày hôm nay. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm. Sáng trời nhiều mây, về chiều có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng, là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Từ chiều và chiều tối ngày 22 khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 27. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.